Chỉ trong 3 tháng đầu năm, thực hiện kế hoạch 486 trên KH, BCA, C04 KH, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an 18 tỉnh thành, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã triệt phá gần 1.200 vụ, bắt 1.662 đối tượng, thu giữ hơn 590 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 3,4 kg cocaine, 1 lựu đạn, 8 khẩu súng, 147 viên đạn cùng nhiều vật chứng, tài liệu có liên quan. Bên cạnh đó còn truy bắt thành công 16 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị truy nã về ma túy, triệt xóa hàng trăm điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Công tác đấu tranh phòng chống ma túy là một trong những nhiệm vụ rất trọng tâm của công tác phòng chống tội phạm. Chính vì vậy cho nên chúng tôi đã triển khai rất quyết liệt. Thứ nhất là phải tham mưu thật tốt cho lãnh đạo tỉnh ủy, ban triển khai đồng loạt xuống các cơ quan ban ngành, triển khai quyết liệt trong các cơ sở, các hoạt động về doanh nghiệp cũng như các cơ quan trường học để nhận thức được vấn đề của nguy hiểm ma túy. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng phải làm tốt nhận thức cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả lực lượng của công an tỉnh chứ không riêng gì của lực lượng phòng chống ma túy. Và chính điều đó chúng ta triển khai quyết liệt, và trong thời gian vừa rồi công an Đắk Nông đã bắt và xử lý rất nhiều đối tượng ma túy, thu nhiều cái bánh heroin và ma túy đá. Đây là một thành công bước đầu trong vấn đề triển khai kế hoạch 486 của Bộ Công an. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã có một giải pháp là phối hợp rất chặt chẽ với các địa bàn lân cận, mình rà soát địa bàn, rà soát đối tượng, những đối tượng nào có khả năng nghi vấn trên đường vận chuyển này và mình đưa vào hồ sơ nghiệp vụ để mình quản lý và từ đó lên kế hoạch đấu tranh liên tỉnh. Và có sự chủ đạo, chủ trì của Bộ Công an là đại diện này là Cục C04 sẽ liên kết tất cả các đơn vị thành đường dây sâu chuỗi của mình đánh có hiệu quả. Đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu cả nước về sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế, đồng thời là thành phố nằm sát với các tỉnh phía Nam, có đường biên giới với Campuchia, do đó phía Nam đã và đang là trọng điểm mà các tội phạm ma túy từ phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên hướng tới và dịch chuyển vào. Thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố có thể nói là năng động nhất trong cả nước, thế và với số người nghiện hiện nay cũng là cao, đứng đầu so với toàn quốc. Và nơi đây cũng rất nhiều những cái hoạt động liên quan đến các cái phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay thì các đồng chí biết là xuất phát từ tình hình tội phạm ma túy có hướng dịch chuyển từ Bắc miền Trung, thế rồi là các cái tỉnh biên giới giáp với Campuchia và Lào. Và hôm nay là chúng ta sơ kết cái bước đầu trong 3 tháng thì các đồng chí thấy là cái kết quả đáng khích lệ, và chúng tôi cũng đang hướng tập trung để giải quyết cái tình phức tạp ở phía Nam và các tỉnh trọng điểm cả miền Trung Tây Nguyên. Và kế hoạch này được thực hiện trong cả một năm. Đây mới là giai đoạn đầu của kế hoạch 486. Trong thời gian tiếp theo, Bộ Công an sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển, làm tốt công tác hợp tác quốc tế, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tạo thế trận liên hoàn, đẩy mạnh đấu tranh với đường dây băng nhóm phạm tội về ma túy. Với phương châm ngăn chặn từ xa, từ sớm, ma túy thẩm lậu vào nước ta, kiên quyết không để Việt Nam trở thành điểm trung chuyển của ma túy quốc tế.